Em chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu con máy tiện Sasaki. Đây, con này á là hầu rộng, hầu rất là rộng, tâm cao, tâm rất là cao, tay lái thuận, tay lái bên này ha. Đây. Có bàn côn biên độ nhá, có bản độ côn luôn nhá. Đấy, đường kính mâm 1 mét nhá. Đường kính mâm 1 mét luôn. Đấy thì bây giờ em sẽ đi vào phần kích thước cho bác xem ha. Rồi băng con này thì nó còn cũng ok nhá. Còn cũng rất là đẹp. Đấy. Rồi me cũng còn đẹp luôn nhá. Các bác thấy cái ủ động như này là tâm rất là cao rồi. Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem ha. Đây, tu xích còn rất là sáng. Tại vì con này em chưa có lau kỹ. Nếu mà lau kỹ thì nó sẽ đẹp thôi. Đây là bộ phận này chạy tự động ha. Con này Sasaki ấy. Đấy, nhông số bàn gen đầy đủ. Anh Niệm ơi, đo kích thước giùm em cái. Đo đường kính mâm cặp trước. Đây ha. Mâm này 1 mét này. À, cái mâm này 1 mét nha. Rồi, anh đo qua ha. Quay nữa. Quay ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Ra ngoài nữa luôn. Rồi. Rồi. Rồi anh đo qua hầu đi. Hoa hầu này là 600 nhá. 600 thì tức là nhân đôi lên là được 1m2 đường kính nha. Nhân đôi là 1m2 đường kính. À. Dạ. Thì đây. À, rất là ok ha. Đấy, bây giờ em sẽ đo qua băng. Qua băng con này em tới đây thôi. Là 470 tức là được 940 phân. Nghĩa là qua băng được 940 phân nhá. 940 phân. Còn bây giờ qua bàn giao này. Qua bàn giao ở đây á là 345. 345 tức là bận được 7 tấc á. Được ship xuất là 7 tấc, nghĩa là 6 tấc 9. Đây. Nghĩa là con này là qua bàn giao được 690. Các bác ạ. Qua bàn giao được 690 tức là gần được 7 tấc, nên là con này nó rất là cao tâm. Đấy. Đây này, đầy đủ hết nha. À, rất ít khi là có được những cái con máy mà nó đẹp nó vuông thành sát cạnh như này nhá. Nó vuông đẹp như này. À, băng biết này cũng ok ha. Băng còn ok chứ. Băng còn ok. Đây là em chưa lau, lau đây là đẹp lắm. À, cái này thì nó cũng chưa bị va quẹt mẻ ha. Còn ok. À, nước sơn con này thì đẹp này. Nước sơn đẹp ha. Nước sơn rất là đẹp. Con máy này đời nó cũng khá cao nên là nó làm thiết kế cũng rất là ok. Đây, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem ha. Đây. À, rất là nhẹ nhàng ăn rồi. Độ dơ cũng ok nhá. À. Các bác nhìn nó nhích này đấy. À, nhích ha. Nhiều nhiều tí, anh quay nhiều nhiều tí. À, đó, đúng rồi. Rồi, thấy không? Các bác thấy nha. Nghĩa là độ dơ có một ít thôi, không đáng kể nhưng mà chấp nhận được ha. À, anh quay mạnh nhanh vào trong luôn. Máy lớn như này mà quay rất là nhẹ nhàng nhá. Dạ. Đây, quay rồi em cho các bác xem này. Rất là đẹp ha. Bàn trên cũng rất là đẹp ha. Quay. Quay rất là nhẹ nhàng. Rồi quay bàn trên nữa. Quay cái này nữa. Đi cái này. Quay đi.
quay mạnh vào luôn, quay mạnh vào luôn. Đấy, nhìn cái này chạy là bác không biết rồi. Rồi quay ngược lại, ok. Đấy, thao tác nhẹ nhàng nhá. Quay con máy mà máy lớn như này mà quay nhẹ như này là rất là sướng rồi. Đấy, quay bàn này anh ạ. Kiểu như băng bi nó chưa bị hao mòn á, nên là quay nó rất là nhẹ. Quay rất là sướng. Đấy, anh em nào có nhu cầu con máy này thì liên hệ với em nhé, 0938 312 207 các bác ha. Đây, máy này hiệu Sasaki nhé. Máy này hiệu Sasaki rồi. Còn ở đây ấy, là cái bảng gen á. Bảng gen nằm đây ha. Bảng gen nằm đây, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ em. À, số con này ấy, là 7 vòng phút là nhỏ nhất, 812 vòng phút là lớn nhất. Đây, 812 vòng phút lớn nhất. À, ở trên này nó có là 9 số, đúng không? 9 số Sasaki. Phải nói là đồ đạc con này nó còn cũng rất là ok, mới. Nhìn cái đồ xi mạ của nó còn lớp mỡ bò bên Nhật đấy. Còn lớp mỡ bò bên Nhật. Đấy, thì bác nào có nhu cầu máy này thì liên hệ em. Mà 30 vít me luôn nhá. Con này 30 vít me luôn. Các bác yên tâm. À, số đây ha. Anh đo giùm em cái lỗ này cái. Để em đo cái lỗ cho các bác xem luôn nhá. Zin nguyên bản hết. Đây, đo ở trong này, lỗ trong. Lỗ 50 nhá. Đây. 53. Lỗ này 53. Các bác thấy là zin nguyên bản nhá, zin từng con ốc luôn nhá. Zin từng con ốc luôn ha. Đánh nhông với nhiếc là ok hết nhá. Đây. Sasaki, bác nào có nhu cầu liên hệ em. 0938 312 207. Con máy rất là đẹp, cao tâm. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. À, máy rửa xe nước nóng. Tủ nhá. Tủ còn mấy cái nhá. Rồi máy tiện mới đóng thùng trong này còn mấy cái nhá. Máy phát hàn 10kg, máy phát điện 10kg nhá. Rửa xe máy khủng luôn. Các bác có nhu cầu món gì thì cứ liên hệ với em ha.